Tham lam gặp họa. Ngày xưa, ở một xứ sở xa xôi nọ, hễ cứ vào ngày thứ 15 của tuần trăng thứ 18, trên mặt đất lại xảy ra những điều kỳ diệu lạ lùng và cái không thể trở thành có thể. Điều kỳ diệu ấy, con người không hề hay biết. Cho đến một hôm, chính ngày trăng ấy, có chàng trai tên là Tuka đi lấy lá thuốc trên núi và chàng ta bị lạc đường. Nhìn con đường mòn nhỏ lại dẫn sang một đỉnh núi khác, chàng Tuka lo lắng nghĩ: Trời ơi, thật không ngờ đường đi lên đỉnh núi này lại rắc rối cứ như ô bàn cờ. Biết bao giờ mình mới dò được đường về nhà đây. Núi nọ cứ nối núi kia, mãi chưa thấy đường xuống thế này. Đứng quan sát một lúc, thấy lối bên cạnh cây cối khá thoáng đãng, Tuka liền quyết định đưa chân sang lối đó. Thôi, đành đánh liều lối này, cũng bài hôm nay có trăng sáng, hy vọng sớm về đến nhà. Leo xuống đến lưng chừng núi, Tuka dừng chân và ngước lên nhìn về phía thung lũng xa xa. Hả? Chợt anh há hốc mồm, liên tục dụi mắt vì điều kỳ diệu mà anh đang nhìn thấy ở phía trước mặt. Nhìn thung lũng phía xa cùng với lòng suối rộng chảy qua ngập trong ánh vàng lấp lánh rực rỡ, Tuka sửng sốt kêu lên: Kia đúng là thung lũng với con suối rộng mình đi qua ban sáng để lên đỉnh núi. Giữa đêm hôm thế này sao lại sáng vàng rực thế kia? Ánh trăng không thể nào mà sáng đến thế được. Không chờ được lâu, Tuka chạy như bay xuống thung lũng. Trước mặt anh, cả dòng suối dài rộng ngập những vàng rực rỡ khắp không gian, nhìn như thể một mặt biển vàng bất tận. Tuka vẫn chưa thể tin vào mắt mình, anh bấm vào tay và nhăn mặt lại vì đau thật. Mình không hề nằm mơ, hẳn một biển tiền vàng. Trời ơi, cả đời mình chưa từng được nhìn thậm chí là một thỏi vàng, thật không thể nào tin nổi. Khi đã định hình lại được rằng không phải đang mơ, Tuka đưa mắt nhìn khắp lòng suối, nhìn ánh vàng lấp lánh xa tích tắp. Anh lẩm bẩm thắc mắc: Vàng ở đâu ra thế này? Ai đã vớt chúng xuống mặt nước? Chắc chắn là phải có chủ nhân ở đây, hay là nói thật sự vô chủ thật? Tuka đang phân vân suy nghĩ, chợt mặt biển vàng động đậy, chao nghiêng khiến anh càng tò mò tập trung quan sát. Bỗng đâu, một con thuyền vàng bất ngờ xuất hiện và tiến thẳng về phía anh. Tuka càng sửng sốt hơn khi người đứng trên thuyền là một tiên nữ đẹp tuyệt trần đang nhìn về phía mình. Nàng cất tiếng nói với Tuka: Hỡi chàng trai, biển vàng không vô chủ đâu, nó còn có chìa khóa đó. Một lúc sau, con thuyền dạt vào bờ. Nàng tiên nữ bước xuống cạnh Tuka lúc này vẫn đang sững sờ. Nàng cất giọng: Chào anh, ta là tiên mặt trăng, ta đang đợi anh đây. Nghe giọng nói ngọt ngào của nàng tiên nữ, Tuka vô cùng ngạc nhiên, lúng túng. Nàng là tiên mặt trăng ư? Nàng đợi ta ư? Nàng nói đến chìa khóa nào vậy? Nàng tiên nữ nhìn Tuka, mỉm cười trả lời: Đêm nay các kho tàng của trái đất đều mở, ai đến thung lũng này đều nhận được phần của mình. Anh có mặt ở đây rất đúng lúc, nên ta sẽ trao cho anh phần của anh, khỏi lo chuyện chìa khóa. Dứt lời, tiên nữ đặt vào tay Tuka 3 thỏi vàng. Đây, của anh đây, hãy mang về đi, chàng trai may mắn. Tuka mừng rỡ, anh sung sướng reo lên. cảm ơn nàng. Nàng tiên nữ khẽ gật đầu, rồi chiếc thuyền quay đầu đưa nàng rời xa khỏi bờ biển, khiến cả mặt biển vàng khẽ chao động. Tuka vừa ngắm nghía 3 thỏi vàng lấp lánh trên tay, vừa quay bước ra về. Được đôi ba bước, anh khựng lại và chợt nghĩ: Cả một biển vàng mênh mông thế kia, sao lại chỉ được có 3 thỏi? Mình phải hỏi xin thêm một ít nữa. Nghĩ đoạn, anh liền cất giọng gọi lớn: Nàng tiên mặt trăng ơi, xin hãy dừng bước. Nghe tiếng Tuka gọi, nàng tiên nữ lại ghé thuyền vào bờ rồi hỏi Tuka: Chàng trai, anh muốn ta giúp gì nữa? Hỡi tiên nữ mặt trăng, tôi nghèo lắm, nhà còn có vợ con và bố mẹ già, xin nàng cho tôi thêm vàng đi. Chiều theo ý của Tuka, nàng tiên nữ mỉm cười, nhúng tay xuống lấy lên 3 thỏi vàng nữa đưa cho anh. Thế là Tuka vô cùng vui sướng nhận thêm 3 thỏi vàng lấp lánh, rồi anh cúi đầu cảm ơn tiên nữ. Sau khi nhận thêm 3 thỏi vàng, Tuka đi dọc biển vàng trở về nhà. Vừa đi, anh vừa cầm những thỏi vàng trên tay và nghĩ ngợi. 6 thỏi vàng thì có nghĩa lý gì chứ? Xung quanh đây có hàng ngàn, hàng vạn thỏi. Trong đầu anh, lời nàng tiên vừa nãy chợt vọng lại: Ai đến thung lũng này đều nhận được phần của mình, ta đến để trao cho anh phần của anh, khỏi lo chuyện chìa khóa.
Nghĩ lại Chu Ca thấy thật là tiếc rẻ. Làm gì có ai đêm hôm ra thung lũng này, ngoài kẻ đi lạc là mình, sao phải chia phần chứ? Vậy là ngay lập tức Chu Ca hí hửng lén quay lại nhìn. Chiếc thuyền vàng của nàng tiên nữ đã hoàn toàn khuất bóng, chỉ còn lại mặt biển vàng tĩnh mịch. Anh ta nghĩ thầm, à đúng rồi, mình cứ lấy, nàng tiên đã đi từ lâu rồi, không cần hỏi xin ai cả. Nghĩ rồi, Chu Ca ghé xuống suối ôm lấy ôm để những thỏi vàng và bỏ vào gùi thuốc đã trút hết lá thuốc ra của mình. Anh ta sung sướng nghĩ, biết ngay mà, làm gì có khóa nào, cứ lấy đầy cả gùi này vàng, ta sẽ sống không phải lo đến ngày mai. Sau khi nhét vàng vào gùi thuốc nhiều nhất có thể, Chu Ca hì hục đeo gùi vàng lấp lánh trĩu trên lưng trở về nhà. Dù đã đi được một đoạn xa, nhưng ánh vàng từ biển vàng dưới lòng suối vẫn rọi lên bừng sáng xung quanh anh. Chu Ca vẫn tiếc rẻ nhìn biển vàng bất tận ấy. Chu Ca suy nghĩ một hồi về những lời nàng tiên đã nói. Rồi một lần nữa, anh dừng khựng lại và buông gùi vàng trên lưng xuống. Trời ơi, nàng tiên ấy đã nói đêm nay tất cả các kho tàng trên trái đất mở cửa. Đúng thế, chỉ đêm nay mà thôi, nên mới có biển vàng bất tận này. Vậy thì một gùi vàng mình lấy có nghĩa lý gì chứ? Nghĩ vậy, Chu Ca sung sướng vô cùng. Láng phơi thuốc của mình chỉ cách đây một đỉnh núi, nếu đi nhanh thì vẫn có thể quay lại trước khi trời sáng. Ở đó có rất nhiều bao đựng thuốc, ta sẽ lấy hết chỗ bao đó đem đi đựng vàng. Nghĩ đoạn, Chu Ca vội vàng chạy đi tìm bao đựng thuốc để đựng vàng. Chẳng mấy chốc, Chu Ca hấp tấp trở lại con đường núi với tay xách các mang bao lớn bao nhỏ. Đường tối mịt, chợt khiến anh vấp phải phiến đá rồi ngã lăn ra đất. Chu Ca thở hồng hộc, nắng nắng vết thương rớm máu trên chân. Nhìn về thung lũng đằng xa lấp lánh ánh vàng mời gọi, anh lại chợt nghĩ, mình làm đã hết sức chưa? Thật là tiếc nếu bỏ lại những thỏi vàng trời cho ấy. Tốt nhất là mình gọi thêm vợ ra, cả bố mẹ vợ nữa, để họ đem theo bao đựng. Sao không nghĩ ra sớm nhỉ? Chỉ cố chạy thêm một quãng thôi. Và thế là không chỉ riêng chàng trai, cả bố mẹ, vợ anh ta cũng được huy động mang theo những bao tải lớn bé tới biển vàng vô tận đang chờ đợi họ. Cả nhà vội vã theo bước Chu Ca tới gần đỉnh núi. Bốn người thở như đứt hơi. Vợ và bố mẹ anh sốt ruột hỏi, sắp đến chưa con? Bố mẹ đuối sức lắm rồi. Chu Ca mặt tái đi vì quá mệt, nhưng vẫn cố hổn hển trả lời, vài bước nữa thôi, lên đỉnh núi này mọi người sẽ được tắm trong ánh vàng lấp lánh. Thung lũng dưới chân núi và những bao vàng đây đang chờ chúng ta rất gần rồi. Nghe con rể nói, bố mẹ vợ gắng gượng bước đi. Đi thêm một lúc, cuối cùng bốn người cũng đặt chân lên đỉnh núi. Thế nhưng bây giờ, thay vào những ánh vàng lấp lánh là ánh sáng hồng của bình minh ngập tràn khắp không gian. Chu Ca vô cùng ngạc nhiên thốt lên, hả? Chuyện gì thế này? Mặt trăng đâu rồi? Sao lại là ánh sáng hồng chứ? Thấy Chu Ca nói vậy, bố mẹ và vợ chừng hững. Đâu nào, làm gì có cái gì vàng lấp lánh, lấy đâu ra thổi vàng nào chứ? Rõ là anh nằm mộng thì có. Chu Ca vẫn kiên quyết khẳng định, không, tôi không mơ, rõ ràng là sự thật mà. Nói rồi, anh vạch vết chân rớm máu của mình ra để chứng minh. Đây, tôi còn đích thân cắn vào thổi vàng được tiên nữ cho cơ mà. Còn nữa, đây này, trên đường về thông báo cho mọi người, tôi còn bị té ngã chảy máu. Chắc là nhìn từ hướng này không thấy, phải xuống tận dưới thung lũng đi. Vậy là khi chàng trai và gia đình của mình có mặt ở thung lũng, thì thật sự biển vàng đã biến mất hoàn toàn, không còn lại lấy một thỏi. Ánh vàng của buổi tối kỳ diệu đã được thay thế hoàn toàn bởi sắc đỏ bình minh. Không thể tin vào hiện thực, Chu Ca xông xuống dòng suối, vừa lội vừa la hét. Vàng! Vàng đã biến mất hết cả rồi. Không, không thể nào. Một lúc sau, Chu Ca lội lên bờ. Anh nhìn bố mẹ và vợ đang đứng, một mực khẳng định, con không nằm mơ đâu bố mẹ. Tôi không mơ đâu mình, hãy tin tôi đi. Thực sự là tiên nữ mặt trăng đã cho tôi 3 thỏi vàng, rồi lại 3 thỏi vàng nữa. Sau đó tôi còn tự lấy vàng đầy cả gùi thuốc. Phải rồi, gùi thuốc của tôi. Nghĩ đến đây, Chu Ca liền vội vàng chạy tới cây cầu ván bắc qua lòng suối rộng, nơi anh vứt lại gùi thuốc với hy vọng có thể tìm lại. Thế nhưng, anh quan sát xung quanh, cả dưới lòng suối chỉ có dòng nước chảy xiết, chẳng hề còn dấu vết cái gùi thuốc nào. Lúc bấy giờ, anh ta tái mặt đi vì tiếc rẻ. Giờ thì ngay cả cái gùi thuốc cũng đã không còn nữa rồi.
Bỗng, lời nàng tiên nói lúc này vang lên trong đầu anh. Biển vàng này trông vậy mà có chìa khóa đó. Nhận ra hiện thực chẳng còn gì, Chuka thốt lên. Không, mình không cam lòng, hãy tìm cho được chìa khóa đó. Kể từ hôm đó, chàng trai trẻ ấy hầu như ngày nào cũng trở lại thung lũng, mong gặp lại vận may. Nhưng tiên nữ mặt trăng cũng như biển vàng không xuất hiện lại lần nào nữa, kể cả vào những ngày trăng sáng. Chỉ có một điều chàng trai trẻ mãi không hiểu được là chìa khóa biển vàng ấy không đâu xa, chính là anh cất giữ. Đó là lòng tham của anh, chính anh đã khóa biển vàng ấy lại mãi mãi. Cũng từ đó, điều kỳ diệu mà đất trời dành cho con người và xứ sở ấy không còn nữa. Có lẽ chừng nào con người điều khiển được chiếc chìa khóa mang tên lòng tham vô đáy của mình thì những kho báu của đất trời lại tiếp tục mở ra chăng? Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!